Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ cập nhật thêm về cái chương trình lao động định cư sang Hoa Kỳ gọi là chương trình EB3. Tại sao tôi phải cập nhật thêm? Để làm rõ là bởi vì có quá nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của các anh chị gửi về cho tôi. Và trong một số những cái video clip trước tôi đã nói rõ, bây giờ tôi lại càng nói rõ thêm, đồng thời nhắc lại những ý chính để các anh chị nắm. Thứ nhất là cái chương trình lao động định cư nó khác với cái chương trình xuất khẩu lao động ở chỗ nào? chương trình lao động định cư đó là khi các anh chị sang Hoa Kỳ để lao động, các anh chị được cấp cái quy chế thường trú nhân vĩnh viễn và trở thành công dân Hoa Kỳ. Nghĩa là sau khi hết hợp đồng lao động 1 đến 2 năm thì các anh chị không bị buộc phải trở về nước, mà là được ở lại Hoa Kỳ, trở thành thường trú nhân của Hoa Kỳ và trở thành công dân Hoa Kỳ luôn còn những cái chương trình lao động ở các cái quốc gia à xin xin lỗi các cái chương trình xuất khẩu lao động ở các cái quốc gia khác đó thì các anh chị hết hợp đồng lao động thì các anh chị bị buộc phải trở về nước nhưng mà riêng hoa kỳ thì không phải như vậy cái chương trình lao động định cư EP3 là cho phép các anh chị trở thành thường trú nhân và trở thành công dân hoa kỳ tôi nói rõ như vậy nha nó khác nhau là như vậy cái thứ hai là tại sao lại có chương trình này rất là đơn giản thôi là bởi vì một số ngành nghề tại Hoa Kỳ các hãng họ không thể tìm được cái người làm việc cho họ những cái ngành nghề như là chế biến thịt gà chế biến xúc xích làm ở tiệm thức ăn nhanh McDonald's hay là chế biến cá vân vân những cái ngành nghề mà đòi hỏi cái lao động phổ thông có mặt ở nhà máy để mà điều chỉnh những cái hệ thống chế biến đó đó những cái hệ thống rất là đơn giản nhưng mà họ cần người để làm và họ không thể tuyển được cái người Mỹ bản địa đang có mặt ở Mỹ đây, cho nên họ xin giấy phép của Bộ Lao động Hoa Kỳ để có thể tuyển công nhân nước ngoài. Nó đơn giản vậy thôi. Dĩ nhiên cái quy trình mà hãng xin giấy phép của Bộ Lao động Hoa Kỳ được sự hỗ trợ của hãng luật, nó là một cái quy trình phức tạp và các cái hãng luật của Hoa Kỳ sẽ thực hiện cho các cái hãng kinh doanh. Rồi từ đó đó hãng luật di trú của Hoa Kỳ mới là nộp cái hồ sơ về lao động định cư cho các anh chị và các bạn toàn bộ cái quá trình này nó có những cái hệ thống giấy tờ rất là phức tạp mà tôi không thể nói công khai ở đây bởi vì nó là cái chuyên môn của công ty chúng tôi cũng như là chuyên môn của đội ngũ luật sư hoa kỳ cho nên các anh chị chỉ cần nắm cái ý chính nó là cái chương trình gì và cái điều kiện của nó như thế nào đơn giản vậy thôi còn khi các anh chị ký cái hợp đồng dịch vụ thanh toán phí thì đội ngũ luật sư và công ty tư vấn của chúng tôi sẽ thực hiện cái bộ hồ sơ cho các anh chị chứ các anh chị không phải làm hồ sơ gì cả nha, không phải mò mẫm tìm ra những cái loại giấy tờ gì để làm không phải, tất cả đều có đội ngũ nhân sự của phòng hồ sơ hỗ trợ làm cho các anh chị. Các anh chị chỉ việc trả lời những cái câu hỏi mà chuyên viên của chúng tôi hỏi mà thôi. Nếu các anh chị mà không biết điều gì đó thì chuyên viên của chúng tôi hỗ trợ để làm cho các anh chị, tôi nhấn mạnh cái cụm từ là làm cho các anh chị chứ các anh chị không phải làm. Khi các anh chị đã ký hợp đồng thanh toán phí và thực hiện tham gia vào cái chương trình này. Thế thì cái tiến độ thực hiện hồ sơ như thế nào? Nó có một số những cái bước sau đây. Thứ nhất là các anh chị sẽ ký một cái hợp đồng dịch vụ với công ty tư vấn của chúng tôi. Có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và có trụ sở tại Hoa Kỳ. Các anh chị sẽ nhận được hợp đồng. Mà làm thế nào các anh chị nhận được hợp đồng? Có nghĩa là các anh chị phải gửi cho chúng tôi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, email liên lạc. Thế thôi. Thì chúng tôi sẽ lập cái hợp đồng gửi cho các anh chị xem. Trong cái hợp đồng có ghi tất cả những cái nội dung liên quan tới cái chương trình này, những cái điều kiện về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia vào cái chương trình này. Cho nên các anh chị sẽ chuẩn bị sẵn một cái chi phí khi đã sẵn sàng làm hồ sơ thì cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại cho công ty của chúng tôi để công ty của chúng tôi tiến hành cái việc là thực hiện cái quy trình hồ sơ cho các anh chị. Sau khi các anh chị ký hợp đồng tư vấn với công ty của chúng tôi đó thì hãng luật của Hoa Kỳ là đối tác của công ty của chúng tôi. Đó là những luật sư người Mỹ. Họ sẽ gửi thêm một cái hợp đồng cho các anh chị ký để chỉ định họ làm luật sư đại diện quyền lợi của các anh chị trong cái chương trình di trú này. Nó đơn giản vậy thôi, đó là hai cái hợp đồng mà các anh chị sẽ ký đầu tiên. Sau đó thì hãng luật di trú của Hoa Kỳ cùng với công ty tư vấn của chúng tôi mới làm việc với các cái hãng kinh doanh. Các cái hãng kinh doanh để mà I'm sorry, xin lỗi các anh chị, sorry uh... What you want? I'm recording. Here, this is the water. <laughs> xin lỗi các anh chị, tôi đang nói chuyện đó, thì con gái tôi lên và nói chuyện với tôi, cho nên tôi phải dừng lại. Nó <laughs> tự nhiên vậy thôi. Bởi vì tôi rất là bận rộn, không có đủ cái thời gian để mà biên tập tới biên tập lui cái video. Nếu các anh chị quan sát đó, thì sẽ thấy tôi làm livestream để cho nó nhanh hoặc là làm video rất là nhanh chóng chứ không cần biên tập về hiệu ứng gì cả chủ yếu là nói chuyện để cho các anh chị nắm được những cái vấn đề quan trọng nhất thế thì sau khi mà các anh chị đã ký hai cái hợp đồng này rồi đó thì hãng luật và công ty của chúng tôi mới bắt đầu làm việc với các cái hãng tuyển dụng và hãng luật sẽ thực hiện cái quy trình xin giấy phép của bộ lao động cho cái hãng đó được phép tuyển đương đơn là các anh chị và cái quy trình đó cũng mất nhiều tháng. Sau khi mà có giấy phép của Bộ Lao động xong rồi đó thì các anh chị sẽ được luật sư thực hiện cái việc là nộp hồ sơ vào sở di trú cho các anh chị. Và sau đó các anh chị sẽ được cấp cái số biên nhận từ sở di trú. Cái hồ sơ của các anh chị sẽ được minh bạch, công khai. Các anh chị có thể kiểm tra ở trên website của sở di trú. Đương nhiên đó là cái bước mà các anh chị đã nhận được thư tuyển dụng của cái hãng mà tuyển các anh chị vào làm việc. Đó. Cái quy trình đó là như vậy. Thì bây giờ các anh chị cần phải chuẩn bị cái gì khi mà tham gia vào cái chương trình này? Thật ra thì các anh chị không có cần chuẩn bị gì cả. Cái độ tuổi lao động của các anh chị là từ 18 đến 55 tuổi. Các anh chị sẵn sàng làm việc từ 1 đến 2 năm cho cái hãng tuyển dụng đó ngay khi sang Hoa Kỳ. Và khi các anh chị sang Hoa Kỳ như vậy đó thì mọi cái quyền lợi về cư trú của các anh chị giống như là công dân Hoa Kỳ ngoại trừ cái quyền bầu cử mà thôi, bởi vì các anh chị chưa có vào quốc tịch. Đây là cái quy chế cấp cho các anh chị về thường trú nhân, không có thiếu bất kỳ một cái quyền lợi gì về học hành, về y tế, về uh, nơi ăn trốn ở, tất cả những cái gì mà người Mỹ họ có cái quyền lợi đó thì các anh chị có y chang như vậy, ngoại trừ cái quyền bầu cử mà thôi nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu thêm những cái quyền lợi của mình của của thường trú nhân Hoa Kỳ như thế nào thì các anh chị Google cái là ra đầy ở trên Google tìm hiểu thêm về quyền lợi của công dân Mỹ hay là của thường trú nhân Mỹ tôi sẽ không dành thời gian để nói quá nhiều về cái điều đó bởi vì đó là thông tin minh bạch công khai các anh chị chịu khó sạc ra xem quyền lợi của các anh chị nhé ví dụ như đời sống của các anh chị tại Mỹ như thế nào về thực phẩm về y tế về giáo dục như thế nào thì nó có đầy đủ ở trên Google hết À, bây giờ có những cái câu hỏi khi mà gửi về tôi nó có cái nội dung lý thú như thế này, hỏi là nếu mà bây giờ trong thời gian lao động 1 đến 2 năm nó theo hợp đồng mà lương thấp thu nhập không đủ sống thì sao? Đương nhiên là khi người ta tính toán cái mức lương cho các anh chị thì người ta phải đảm bảo là gia đình các anh chị đủ sống. Cho nên đừng có băn khoăn về cái chuyện đó. Bởi vì nếu mà cái mức lương hãng tuyển dụng trình bày cho sở di trú không đủ đó thì sở di trú sẽ bác cái hồ sơ đó. Họ sẽ yêu cầu hãng tuyển dụng trả đúng cái mức lương để gia đình các anh chị có thể sống được trong thời gian lao động theo hợp đồng cho hãng của họ. Đó chính là cái điều mà các anh chị yên tâm, không cần phải hỏi những cái tiểu tiết nó rất là phụ. Từ đó quên đi cái ý chính đó là các anh chị muốn trở thành thường trú nhân Mỹ và trở thành công dân của Hoa Kỳ. Và tôi nói thêm một ý nữa là sau khi xong cái hợp đồng đó thì các anh chị sẽ làm gì? Tức là xong cái hợp đồng lao động cho hãng thì các anh chị làm gì? Câu trả lời cũng rất là đơn giản. Các anh chị được tự do làm mọi ngành nghề mà các anh chị thích ý chang như là một người Mỹ. Nếu ở Việt Nam các anh chị đang làm ngành gì đó thì sang Mỹ các anh chị làm tiếp cái ngành đó với mức thu nhập cao hơn đương nhiên. Bởi vì cái mức thu nhập trong cái hợp đồng lao động bắt buộc từ 1 đến 2 năm đó thì nó không có cao như là cái mức thu nhập khi các anh chị đã hết cái hợp đồng lao động cho cái hãng đó. Các anh chị được quyền làm việc ở bất kỳ cái lĩnh vực ngành nghề nào thuộc chuyên môn của các anh chị. Bởi vì một trong những cái ích lợi của các hãng khi tuyển lao động nước ngoài đó là họ có thể tiết kiệm được về cái ngân sách trả cho nhân sự nữa. Đó là cái động lực để họ tuyển các anh chị. Và bù lại thì các anh chị nhận được cái quy chế định cư và cái quy chế trở thành công dân của Hoa Kỳ đó là một cái thương lượng công bằng cho cả hai bên và có lợi cho cả hai bên tôi nói rõ ràng là như vậy ha thế thì chuẩn bị tâm lý như thế nào khi mà làm hồ sơ di trú <laughs> đây cũng là cái điều mà tôi thấy các anh chị rất là băn khoăn hay hỏi cái tâm lý thì các anh chị bình thản với việc chờ đợi trung bình đó là kể từ ngày mà mình nộp cái hồ sơ di trú ngày hôm nay khi mọi giấy tờ đã đầy đủ hết rồi đó thì cái thời gian chờ đợi trung bình là một năm rưỡi đến 2 năm thì các anh chị mới lên máy bay sang Mỹ Tuy nhiên Sở Di trú Hoa Kỳ có một cái dịch vụ xử lý hồ sơ nhanh Nếu các anh chị sẵn sàng trả thêm phí Các anh chị biết nước Mỹ họ rất là thực dụng Kể cả văn phòng hành chính công của chính phủ cũng vậy thôi Các chị nói bây giờ tôi muốn xử lý hồ sơ nhanh Cấp tốc thì các anh chị sẽ đóng thêm khoảng trên dưới 3.000 đô chi phí cho sở di trú Hoa Kỳ và họ sẽ rút ngắn thời gian xuống còn khoảng một năm thôi là tối đa các anh chị sẽ lên máy bay sang Mỹ để theo đúng cái chương trình định cư EB3 này tôi nói rất là rõ ràng như vậy các anh chị có một cái lợi thế khi mà làm việc với chúng tôi khi chọn công ty của chúng tôi tư vấn là bởi vì chúng tôi là những nhà tư vấn chuyên nghiệp có kiến thức chuyên môn. Ví dụ như khi tôi đang ngồi nói chuyện với các anh chị đây, thì tôi dùng chính cái uy tín, cái thương hiệu cá nhân của tôi là một chuyên gia được Hoa Kỳ công nhận là nhân tài trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo doanh nghiệp và diễn thuyết chuyên nghiệp. Các anh chị biết là cái phí đào tạo và cái phí tư vấn diễn thuyết của tôi rất là cao. Không thể vì một số những cái vấn đề mà À, làm hồ sơ mà thất bại trong vấn đề di trú nó ảnh hưởng đến cái cái danh dự cái uy tín của tôi cái danh tiếng của cá nhân tôi khoan hãy nói tới công ty bởi vì cái chương trình này là các anh chị thực hiện chủ yếu là vì lòng tin cho nên tôi sẽ không phụ lòng tin của các anh chị khi mà giao những cái vấn đề di trú cho tôi và đội ngũ thực hiện. Tuy nhiên có câu hỏi cũng rất là thú vị Nếu mà bây giờ nộp hồ sơ mà hồ sơ chúng tôi không đậu Thì cái tiền phí đã đóng như thế nào? <laughs> Một câu hỏi rất hay trả lời luôn Trong cái hợp đồng ký kết nó có cái chính sách về hoàn phí Và chính sách về hoàn phí lại cho các anh chị nó dựa trên cái nguyên tắc cơ bản sau đây nếu cái việc mà các anh chị không đậu được cái quy chế định cư, không đậu được cái visa để định cư đó, nó là lỗi của đơn vị tư vấn chúng tôi hay là lỗi của hãng luật đối tác của chúng tôi thì các anh chị được hoàn phí 100%. Không mẻ đồng bạc nào hết. Đó là trường hợp thứ nhất, đó là lỗi của chúng tôi, đúng không? Trường hợp thứ hai là nó là lỗi của các anh chị thì sao? Câu trả lời cũng rõ ràng luôn, nếu là lỗi của các anh chị thì các anh chị sẽ không được hoàn phí. Thế thì làm sao biết nó là lỗi của chúng tôi hay nó là lỗi của các anh chị? rất là đơn giản. Thông thường khi mà một cái hồ sơ về định cư mà Sở di trú bác bỏ đó thì họ cho biết cái lý do tại sao họ bác bỏ cái hồ sơ này. Và chúng ta dựa trên cái lý do đó để chúng ta biết được nó là lỗi của ai. Nhưng tôi biết rằng các anh chị vẫn còn băn khoăn ở chỗ đó là anh thử cho một vài ví dụ để cho biết đó là lỗi của chúng tôi xem. <laughs> thì bây giờ cho ví dụ luôn đây. Ví dụ trong thời gian chờ đợi để cấp quy chế visa định cư cho các anh chị mà các anh chị phạm tội hình sự tại Việt Nam và bị công an bắt, bị kết án thì đương nhiên các anh chị không thể nhập cảnh sang Hoa Kỳ định cư được bởi vì các anh chị đã phạm tội hình sự. Hoặc là chính phủ Hoa Kỳ phát hiện và có bằng chứng nói rằng các anh chị là thành viên tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy, buôn người hay là buôn vũ khí thì đương nhiên các anh chị sẽ không được cấp cái quy chế định cư tại Hoa Kỳ. Đúng không? Và đương nhiên nếu mà họ có bằng chứng đó thì đó đâu phải lỗi của chúng tôi vì chúng tôi đâu biết là các anh chị làm gì đâu. Đó, cái ví dụ về lỗi của các anh chị là như vậy. Hay là trong lúc chờ đợi thì gia đình các anh chị lục đục hai bên ly hôn rồi các anh chị không muốn tiếp tục theo đuổi cái chương trình này để sang Hoa Kỳ định cư nữa, các anh chị nói thôi bây giờ ngưng làm không làm nữa thì phí sẽ không được hoàn lại. Bởi vì đó là cái công, cái sức của đội ngũ luật sư và đội ngũ tư vấn của chúng tôi đã thực hiện cho các anh chị. Chưa kể là uy tín của chúng tôi bị ảnh hưởng với các hãng tuyển dụng nữa. Bởi vì các anh chị đã đổi ý giữa đường. Cho nên nó là lỗi của các anh chị là đương nhiên, cho nên các anh chị sẽ không được hoàn phí. Tôi liệt kê một số trường hợp như vậy để trả lời câu hỏi của các anh chị về cái chính sách hoàn phí tôi mới vừa nói hai trường hợp đúng không bây giờ tới cái trường hợp thứ ba nghĩa là nó không phải lỗi của chúng tôi cũng không phải lỗi của các anh chị nhưng mà chính phủ hoa kỳ đổi cái luật về nhập cư khiến cái chương trình này nó không còn nữa thì sao <laughs> đúng không đó là cái trường hợp thứ ba trong thời gian chờ đợi 2 năm chẳng hạn mà nó có cái sự thay đổi đó hay dịch Covid hay chiến tranh hay bất kỳ cái lý do gì mà cái luật này nó không còn nữa thì sao? Trả lời luôn Thì đơn giản thôi chúng tôi cũng sẽ hoàn phí cho các anh chị Sau khi trừ những cái phí hành chánh Giấy tờ dịch thuật đồ này nọ Nó là một cái mức tương đối Và công bằng Còn cái phần phí còn lại Chúng tôi sẽ hoàn trả lại cho các anh chị Nó đơn giản như vậy thôi Chứ không có cái gì mà lăng tăng cả Đó là khi các anh chị làm việc với chúng tôi Với những cái quy tính Mà chúng tôi đã có sẵn Ở trên thị trường cho nên tôi đang trực tiếp có mặt ở Hoa Kỳ này. Tôi làm việc mỗi ngày trong cái lĩnh vực tư vấn cũng như là văn phòng của của tôi ở Việt Nam cũng có đội ngũ hỗ trợ cho các anh chị. Cho nên trở lại cái chương trình EB3 này đó. EB3 đó, nói EB3 quen tiếng Anh này, à, những anh chị lớn tuổi không biết nó là cái gì. EB3 còn tiếng Việt gọi là EB3 đó. Thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Khi mà tham gia cái chương trình này thì các anh chị phải chuẩn bị sẵn cái ngân sách về phí. Vào thời điểm tôi đang nói đó là nó dao động từ khoảng 55 cho tới 70 ngàn đô. Toàn bộ. Nó dao động. Còn tại sao nó dao động như vậy thì đi vào chi tiết chúng tôi sẽ tư vấn riêng cho các anh chị. Ha. Khi mà các anh chị đã sẵn sàng cái mức phí coi như là có đủ nguồn lực để thuê cái dịch vụ pháp lý, rồi thuê cái dịch vụ tư vấn, rồi nói chung thì chúng tôi sẽ tư vấn nó cụ thể hơn với các anh chị. Chứ đây không phải là cái chương trình mà chúng tôi tư vấn miễn phí hay là làm hồ sơ miễn phí, không có phải như vậy. Và các anh chị cũng muốn biết là cái mức phí nó cỡ nào để các anh chị chuẩn bị thì tôi trả lời luôn là như vậy. Còn cái cách thanh toán phí như thế nào thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể và chi tiết. Tôi nghĩ như vậy là rất là rõ ràng rồi, đúng không? Không có gì phải lăn tăng nữa. Bây giờ nếu các anh chị mà muốn Uh, liên lạc, thì tôi cho các anh chị email của tôi đây, để tôi cho hiện lên cái email. Đây là cái email của tôi để liên lạc, ryefancis.gmail.com Các anh chị chỉ liên lạc khi các anh chị nói, tôi đã xem cái video clip này rồi, và tôi đã sẵn sàng để thực hiện hồ sơ. Rồi bây giờ tôi cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại... Uh, và email để mà thực hiện cái hợp đồng thì các anh chị gửi email cho tôi báo cho tôi như vậy ha đây là cái số uh, xin lỗi cái địa chỉ email của tôi còn đây là cái địa chỉ xin lỗi sao cứ nói nhầm địa chỉ với lại số điện thoại hoài đây là số điện thoại tại Mỹ của tôi đó là bảy một ba ba bảy bảy sáu một sáu năm cái số điện thoại này tôi dùng luôn với Zalo và Viber nghĩa là các anh chị ở Việt Nam có thể dùng Viber hoặc Zalo gọi cho tôi số này đều được trực tiếp luôn tôi sẽ trả lời tuy nhiên có những lúc những lúc tôi đang đào tạo thì tôi không thể trả lời điện thoại thì cứ nhắn tin để tôi biết ai đang liên lạc sau khi mà tôi sắp xếp được thời gian thì tôi sẽ gọi lại ngay lập tức các anh chị lưu cái số liên lạc của tôi cũng như email liên lạc của tôi vào cái danh bạ của các anh chị để tiện liên lạc cái chương trình này nó không phải là mãi mãi mà nó xuất phát từ cái nhu cầu lao động tại Mỹ. Cái hãng mà muốn tuyển dụng cái người nước ngoài như vậy dĩ nhiên họ phải trải qua một cái quá trình giấy tờ theo đúng luật nhập cư của Mỹ và chứng minh với bộ lao động rằng cái nhu cầu của họ là chính đáng cũng như họ không thể tuyển được người dân Mỹ bản xứ ở đây, đang có mặt ở đây thì họ mới tuyển được người nước ngoài. Thì tất cả những cái khâu giấy tờ đó luật sư của chúng tôi thực hiện hai đầu có nghĩa là vừa cho hãng vừa cho chính các anh chị đồng thời nộp vào sở di trú và công ty của chúng tôi là công ty tư vấn, chuyên tư vấn và phối hợp theo dõi cái tiến trình thực hiện cái dịch vụ của hãng luật cũng như là phối hợp với lại hãng tuyển dụng để làm việc với các anh chị. Để nhằm cái mục đích đáp ứng cái mục tiêu về phía các anh chị các anh chị muốn trở thành thường trú nhân Mỹ và trở thành công dân Hoa Kỳ thì mục tiêu của các anh chị đã đạt được. Đừng có suy nghĩ rằng là tôi sang Mỹ tôi làm tôi kiếm tiền rồi Uh, kiếm số vốn rồi tôi trở về không phải nếu các anh chị suy nghĩ như vậy thì cái chương trình này nó không phù hợp với các anh chị đây là cái chương trình lao động định cư cho phép các anh chị trở thành người Mỹ và các anh chị biết là cái nhu cầu muốn trở thành người Mỹ là nó cả thế giới đều muốn như vậy chứ không phải một mình chúng ta đâu bây giờ thế giới phẳng rồi cái việc di chuyển nó đã dễ dàng hơn rồi cho nên nó mở ra cho chúng ta cái cơ hội cho nên tôi khích lệ các anh chị tôi khuyến cách khuyến khích các anh chị là bây giờ cái cơ hội nó đang tới thì mình huy động mọi nguồn lực để mình làm cái này. Cái tương lai của chúng ta nó sẽ thay đổi rất tích cực, rất tốt. Và lúc đó chúng ta có điều kiện giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia nó sẽ tốt đẹp hơn. Đó, trong cái phạm vi của cái video video clip này thì tôi nói như vậy để các anh chị nắm cái chương trình đó là như thế nào. Rồi các anh chị cứ liên lạc theo đúng cái số mà tôi đã nói nha cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video clip này hẹn gặp lại các anh chị